just go to the peninsula, Caracas, on February 23rd, 99. We go by Continental Airlines. Caracas, Venezuela. Hotel Rivera. Ở tối ngủ đây. Đây là bờ biển của Venezuela. Mango. Không à. Cho tham gia. À, giống như Jamaica. À. Dừa gần. Đây là biển của Venezuela. Đây city này city gì? Macuto. Macuto City Beach in Caracas. Tên nó xuống dưới nữa. Thế là đi bộ về xuống phía dưới đó đi. Sounds very good. Huh? Chỗ này toàn là chân lô cô không. Đây lô cô nhiều, ít coi như như khác. Every resort. Đường Đức Phúc, Đức Phúc.
Sheraton. The capital, the Congress of Venezuela. This is the present palace of Venezuela on the side. Thank you.
cho mày cả, mày mày rồi. Thank you.
Ok. Flower box. Challenge. Thank you.
show rồi. Free free show. Đây là ông vua Simón Bolívar, ông là giải phóng cho Venezuela, Grenada and Peru. Sau đó đặt tên tiền ông là Bolívar. Trước khi đi về đây, ngày 8 tháng 6
1999 trước khi đi về. Rồi bỏ ra biển Caracas, Macuto biển. Chỗ này đẹp ghê. Đây là mấy nhà trên đỉnh núi cho những người nhà nghèo, những căn nhà trên đỉnh núi lại càng rẻ hơn những căn ở dưới như thế này. Tại vì phải nói rằng phải mất công đi lên. À, như nhà này đây. Simón Bolívar International Airport at Venezuela. Para... 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 Para...